Trao đổi với báo chí chiều mùng 1 tháng 9, ông Lê Hồng Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân cho biết, từ 20 giờ tối nay, quận sẽ di rời hơn 1.000 người dân không phải F1 ra khỏi ổ dịch phường Thanh Xuân Trung đến khu ký túc xá đại học FPT. Việc di rời bớt người dân nhằm tránh lây nhiễm, bảo vệ các vùng xanh xung quanh. Ông Thắng cho hay, điểm nóng tập trung tại hai ngõ, với tổng 700 hộ dân và hơn 2.000 nhân khẩu. Người dân phân bố tại 6 tòa nhà chung cư cũ xây dựng từ những năm 60 đến 70. Có những tòa nhà không có nhà vệ sinh riêng, điều kiện sinh sống chật chội, ẩm thấp và khả năng lây lan dịch cao. Dù quận đã triển khai mọi biện pháp nhưng số lượng F0 vẫn gia tăng. Người dân có tâm lý lo lắng và mong muốn được đến nơi an toàn. Sau khi Thủ tướng chỉ đạo, chúng tôi đã ban hành kế hoạch giãn dân khỏi ổ dịch. Quận sẽ thông báo và vận động người dân tình nguyện đăng ký đến khu giãn dân với những người còn lại. Nếu không tình nguyện, ngày 3 tháng 9 quận sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định. Tính đến trưa nay, ổ dịch này đã ghi nhận tổng 379 ca COVID-19 trên tổng số khoảng 1.800 người dân. Đây là chùm ca bệnh chưa rõ nguồn lây, được phát hiện thông qua hai người sàng lọc ho, sốt ngoài cộng đồng. Chủ tịch quận Thanh Xuân cho biết, các ca mắc trong thời gian qua chủ yếu bị lây nhiễm từ trong gia đình. Nếu đã có F0 thì hầu hết các thành viên còn lại đều sẽ nhiễm bệnh vì chủng mới lây lan nhanh và do đặc thù sinh hoạt, chung sống cùng một chỗ. Tỷ lệ lây nhiễm tại một gia đình có F0 lên tới 60%. Để nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh tại phường, ông cho hay hiện cơ quan chức năng đang nỗ lực xét nghiệm sàng lọc, truy vết F1 thần tốc, giảm dần mật độ. Quận cũng đã lấy mẫu xét nghiệm lần 3 đối với toàn bộ người dân trên địa bàn phường, phát hiện 16 mẫu dương tính. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành phương án đáp ứng 8.000 giường điều trị mức độ vừa, nặng và nguy kịch. Trong tình huống toàn thành phố có 40.000 người mắc bệnh, sẵn sàng thu dung điều trị người bệnh, hạn chế tử vong, tránh lây nhiễm ra cộng đồng, sử dụng nguồn lực hợp lý, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong công tác điều trị. Chủ tịch cũng nhấn mạnh, đại dịch đã lây lan và bùng phát mạnh tại 222 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, đã gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự phát triển kinh tế và đời sống xã hội trên phạm vi toàn cầu. Những ngày gần đây, số ca mắc mới luôn ở mức cao từ 60 đến 80 ca bệnh trong ngày.